Thay đồ nè. Dạ chị Út. Chị Út đi thay đồ. Chị thì đi thay đồ luôn. Chị xuống thay đồ luôn. Chị. Dạ. Dạ. Không nắng không ưa, không mưa, mưa không chịu mà đi chơi phào hà. Dạ. Rồi sau đi tí chạy trước các bạn cô bác ơi. Trời ơi, chị xuống như mò liền rồi hả? Cái đó trên đây con đâu biết lội đâu mà xuống. Xuống chìm té luôn con. Bên góc bên đây nè, bên góc bên đây nó mới nhiều. Trời ơi. Nó lòi thịt luôn kìa. Thôi chỉ mò chuyên nghiệp chứ trời. Rồi. Tao con tí à. Gâu rồi hết cái điện luôn nha. Chị cứ mò thoải mái rồi. Cái này chém chép này mập ú à chị. Chị về chị ngâm 2-3 ngày thôi rồi cái nướng hoặc là nấu cháo chém chép hết sảy luôn. Thôi chứ mò chứ thôi để lên nhà con nữa nha, tại chị phái mò chứ chị không phải ăn đâu. Đó. Chị mò nhanh ghê, mò hai tay luôn. Ở bên đây dính ốc nhiều lắm, bên kia bên mé bên đây nè chăm chép không à, mé ngoài á. Trời ơi, chị bỏ bớt nữa ghê không. Nó nhỏ quá chị bỏ. Dạ. Đi qua đây nè. Ờ. Đi qua giá đẹp nè. Này là coi lá chuối. Rồi. Ở dưới chân rồi, ở đây đi con. Mới đây là được thao rồi, thấy lên rồi có chán thao rồi, chán đứt thao rồi bà cô bác ơi. Trời ơi, chỗ này nó bả. Trời ơi, chứ mò. Thảo này lâu lắm mà em không qua gốc bên đây em mò. Để dầm nó. Chị mò quá trời luôn kìa. Hồi đó giờ mình đâu mò gốc bên này đâu. Kìa, cả con của người Phong kìa, nó chưa kẹp lại thịt lại được nữa kìa. Chắc để dành nữa. Nó hả miệng, nó chưa kẹp lại được nữa. Để dành chị lên bắt rồi. Đó, trời. Có đi lẹ luôn. Con này tí hòn quá hả? Hả lại bớt, con này nhỏ của chị bớt, chị bỏ lại bớt. Bự ghê, mấy con khủng khiếp luôn. Này bự quá là có mấy con cái nó đẻ ra nhiều ghê. Bỏ xuống nha. Dạ. Con nào hồi mình coi con cái thì bỏ xuống thì không ăn. Xuống cho con rồi. Thôi. Nhỏ lớn à, nhỏ từ lớp có hết. Hồi chân lửa mấy con cái là. Chân chủ mà. Tính ra vậy nó đẻ ra nhiều quá chị ha. Ừ. Nhiều hơn chứ. Không, mò mấy đợt rồi đó chị. Ba, thằng tí mà ghê nó không ngủ thôi. Tí bà xuống bà bè. Thôi. Thôi. Nào luôn á. Chị Út thấy sao chị Út? Quá đã. Rồi vui không chị? Quá đã, quá vui luôn. Hôm nay đi đồ kiến quá đã, quá vui. Rồi mới mò chút xíu mà thao giặt đồ. Ủa thao dưới chén rồi. Thao dưới chén. Thôi chị bé con. Con mấy con nhỏ nhỏ là không có bắt á. Lâu rồi không có trải nghiệm. Thí dụ mò ăn mò cua bắt ốc này. Dạ. Này trúng mánh này. Trúng mánh. Lâu dữ lắm rồi đó, mấy chục năm rồi mới lội xuống nguyên mò vậy đó. Mấy chục năm luôn chị. Chỉ ra hôm nay là chỉ chuyển qua trồng dừa giống rồi nên là chị. Tới này, lo dừa, lo đi giao cây giống không à, đâu có thời gian đâu mà mình làm cái này. Dạ. Dưới ở dưới chị không còn nữa. Cái vụ lâu lâu còn ốc rồi thì còn, cứ trên giấy ba con nè. Chứ mò hai tay mò được không à. Ghê thiệt. Nay là chết đi chị Út rồi. Có ai bị nóng ruột không ta? Là hai con gì không nè? Đâu nóng ruột đâu chị. Quá trời luôn, anh Khánh bữa nay anh Khánh không bắt luôn. Không rồi chị nè. Không có dạm như nó không dám mò, nó để lại hay sao á. Em bắt hết rồi, chị không có bắt. Cái này mò đi qua đi lại, đợi cái mò vậy chứ đi tới đi lui có hoài à. Cái đầu đưa lên chút xíu à. Ừ. Quá không. Vậy mình thả xuống nó sống luôn ha. Sống gì? Ừ vậy con hồi lựa đi giờ ham quá là đụng con nào. Dạ. Bắt máy đi hồi lựa ra. Cái này đợt mà Phong nó thả cũng có mấy con mà nó đẻ vậy á chị. Ừ bắt là ngon. Là như nhầm cái hồ nó đẻ thôi ha, chứ đâu phải cái nào nó cũng đẻ. Dạ đúng rồi. Chẳng. Cái đất nó lại lại á. Con được nhiêu rồi? Trời nãy giờ nó mò riêng quá, được có hai con mà bà đặt mò riêng. Ủa. Để riêng nữa chứ. Trời chết tí luôn.
bên kia nó bùng nhiều quá khó. Ô Vĩnh ơi. Ờ, bên kia là mẹ Khánh với chị Nga đang ngồi tâm sự trên góc bờ bên kia. Ở ngoài này nó sâu lên nó cũng còn luôn á. Dạ. Quá trời luôn rồi. Quá trời quá đất. Con đừng có đi ấy quá, cà rốt. Trời, cà rốt có muốn xuống lắm mà không cho xuống mà các bác. Cà rốt đâu biết bơi đâu. Con mang dép vô để đi cây đông đó. Ừ. Bắt hết không biết nhiều nấu luôn. Nhiều quá hả? Nhiều lắm. Là mấy con tí em thả là hết trơn em đâu bắt. À. Đợt này nó khô xuống là nó ra nhiều nè. Đợt khỏi mình nước nhiều quá đâu ấy. Trời ơi nó qua nó. Qua nó. Đi. Qua nó. Mới nãy giờ mới có 1/4 cái hào thôi đó chị Út. Hôm nay là mò chết chết thôi á. Không có dám mò nhiều. Mò chợ bán luôn. Ừ. Thì chứ hai tay là ba con. Tí hai cha con mò không lại. Hai cha con để riêng là thua con chắc luôn với hai tay là ba con. Thua chắc luôn rồi, thua Út chắc. Hay quá, em sao mò chị ta. Chị mò. Tay chị. Ừ, chị mò xuống là có, chị mò có mà không mò gì đâu, không có gì hết đâu Phong. Có nè. Ừ, quá trời luôn kìa, nó hốt kìa. Vậy là nãy là cố tình Phong nó chừa lên để cho chị. Để chị Út. Nghe nói tức quá giờ quơ luôn. Chừa lên cho chị, nó ham con mò nè. Hay là Phong nó bươi nó móc lên sẵn nó để đó để cho chị qua chị Út. Nãy là bươi đó, còn chị bắt. Thôi con, cây đó có sâu quá con. Cây dương sĩ á con. Cây dương sĩ con sao hết. Nè, cây này là cây dương sĩ á. Dương sĩ đó, đang làm thuốc có gì. Không, cây này cây dương sĩ không có thuốc kìa. Ừ. Đi, đi qua con. Qua mỏ gì của ba vậy? Con mỏ gì của ba? Anh tính bắt cá chào hả? Trời ơi. Sao móc cái diều dữ vậy? Con nãy gom lại. Được quá trời quá đó. Giờ nó nhường. Đây nhóc hết trơn á, bên đây dễ mò nhiều. Ôi, lắm. Ôi nhóc luôn nè. Bên đây dễ, đất nó cứng. Trời ơi. Đây đất nó cứng. Trời ơi, mới có hốt lên cái hả? Trời ơi, quá trời vậy. Nó gom đây nãy giờ thôi. Vậy là chị đi là đằng đây nó còn nhiều dữ nữa. Trời ơi, hốt một cái 4 con luôn. Dạ. Trời ơi, nó ghim nè. Ghim ơi. Đây, trời ơi, con kìa. Quá trời luôn bà cô bác ơi. Quá trời quá đất. Để nó ghim đặt ở đây luôn. Ở đây nó cứng, nó mò dễ phát hiện á. Nó chủ nắng á. À đúng rồi, nắng chị. Ơi. Anh qua coi nghe chỗ này nè. Kiến hả con? Trời ơi. À, kiến, ở trong đây có ổ kiến. Đứng quay mà kiến chậm bát lửa. Trời ơi, mội quá trời quá đất. Bơi đúng nữa. Ừ. Xuống thôi con. Đi tết rồi. Ơi, nó ghim chỗ này nè. Nó mò rồi mà chị ơi, còn có đống nữa nó ghim. Trời ơi, quá trời luôn kìa. Ghim đi muốn nhấc chân luôn. Kiến con, trong đó có ổ kiến lửa đó con. Quá trời luôn hả? Trời ơi. Ờ, con nào nấy tưởng quá trời luôn kìa. Chỗ này mò, chỗ này có 100 con rồi đó. Không, hổm này lâu quá mình không mò, thì này quá trời luôn ha. Ừ, nhiều quá. Mới chút xíu mà thấy gần nửa thau rồi kìa. Con đây nè bà cô bác, ở trên đây chuối nè, hoài chuối nè. Thôi con đừng ấy con, hoài chuối bự rồi, mong bà cô bác ơi. Đây. À, phải đi hết gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, chưa ăn cơm nữa mà đòi gì sau gì trước gì. À. Trời ơi chị. Đi đường tắt á. Đi đường sông. Đây đây nè mời cô bác ơi, nguyên quả chuối luôn. Quả chuối này sắp chín này. Nó cũng già rồi đây ông bà cô bác ơi. Ở nhà có chuối ăn liên tục luôn. Con. Đó. Trời ơi. Trời ơi, không nó dạ. Thấy. Em là chủ nhật em ở nhà không à? Cái này mấy tháng mình mới mò được lần
em thấy hôm nay lâu không có mò đó. Dạ không, bữa nay dạ này chắc tới tháng 5 là nhiều lắm á. Trời ơi chị cao thủ. Chị ghiền luôn. Chị mò chị ghiền luôn rồi, ghê quá trời luôn chị. Đi tới đây mà chị còn chưa đi. Chưa 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 đi, ở đó nhiều quá chị không đi. Còn lại nó đi. Con Út con xuống ở chơi con không có mò. Rửa cho nó sơ sơ. À, rửa nó trắng lại nhìn nó đẹp coi chừng đứt tay á. Ở đây tí. Ôi ba. Bắt được gì đâu. Ôi, dính nữa hả? Tôi dính hoài hết á. Quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn. Mai là mò hơi hơi á. Bữa nay mai là mới có ba người mò á, xíu mà Khánh mà xuống nữa là chắc đầy thau không mà con bác ơi. Khánh nãy mò chứ không còn con nào. Thôi con để cây cần đó, chúng em con để dựa lên con, để lên cây chuối lại con, để lên lại con, chúng em đó con, chúng em để sát vô con, để sát vô, để sát vô. Rồi nó rung mình tí rung mình. Nó sâu nó nhiều mà nó sâu lắm con. Nó cái lỗ mũi luôn. Chỗ này nhóc luôn đó mà. Sâu lại đằng đây nè, chị lại đằng mé bằng đây nè. Em hổng chiên hay mò bên góc bên đây nè. Nè hổng là Khánh mò thường mò góc đây nè mà cô bác ơi. Đó mò đằng góc đó. Góc đó nó nắng còn nó bự. Nó nhóc cái lỗ mũi lên không mà. Nó sâu ở dưới á. Chị Út nãy giờ chỉ mò thôi, coi như trong đây hồi nãy giờ cái thau bự đó chỉ mò không quá, không mò được chắc 1/3 trong đó quá. Được có. Hả? Không mò nhiều lắm, khúc sau được không mò nhiều lắm. 1/4 hả? 1/4. Trời ơi, vậy đây. Còn quá trời quá đất. Này chút xíu về cân được bao nhiêu? Còn tí tí ngà luôn. Không. Ờ, cái này đẻ ra con tí tí nhiều ghê lắm. Tại mình không bắt cái là nó qua đợt sau là nó đẻ thêm mớ nữa. Hổng mà đợt em với Phong mò ba lần liên tục mà cũng mò quá trời. Trời ơi, nó nhiều lắm luôn á nè, con bự bự của mình. Dạ, trời ơi. Nó chưa khép cái thịt nó vô kịp nữa chị. Nó chưa khép kịp nữa, bị mò quá lẹ. Nó đang hả miệng nó ăn. Bây giờ con muốn gì, giờ con dịnh con vậy, giờ con mò. Bị mày. Nó sợ nó bơi không được rồi đi. Thấy con mò nhiều quá rồi sợ hết hay gì, giờ dịnh lại con. Làm gì chăng vậy? Mò gì con vậy? Làm gì cái nó mò bằng cái chân. Mò bằng chân thôi con. Con thấy một con chim chép nó vớt luôn rồi. Nó vớt rồi. Hả con? Thôi về được không con? Mà xe đó nha, con giữ em. Thôi em đi, con giữ em được á. Xong rồi. Xong rồi, xong rồi nè con. Rồi con bự bự không. Đảo vòng qua đây nữa coi con bự nó cỡ nào. Thôi giờ mò lên đẻ đi. Trời ơi, hụt cái đầu. Ở ngoài xa, ở ngoài không có đâu chị. Có đó. Có hả? Có. Ở cái hào nó cạn rồi. Ở nó sâu ở dưới mà nó có đó. Không chịu được luôn á, cái đầu ướt hết. Chị sợ ướt tóc. Nãy giờ ướt luôn rồi, còn gì nữa mà ướt, không sợ ướt nữa. Ở ngoài này con bự bự không à. Nè chị, dỗ nó sốc rồi. Còn gì đó nữa. Chị đúng không? Chị sao quyết ăn ngon lắm á. Chị Nga chỉ không ăn cơm, chỉ uống cà phê. Dạ. Vớt rồi. Chị thở quá trời kìa. Trời ơi, chỉ móc được cái ông khác rồi mà hai tay chỉ móc hốt lên. Dính hả tôi? Con này con nhỏ đó. Nhỏ thả đi. Đây, mà cô bác nào thấy không? Khung cảnh buổi chiều ở trên vườn rau đây. Vườn rau nè. Nó mát mẻ trong lành đó mà cô bác ơi. Đây.
này là ông bà cô bác nào về đây chơi á là không muốn về luôn. Nó mát mẻ, nó trong lành lắm. Bốn gốc hào là có bốn bụi chuối. Đó, bên kia là chị Nga để mẹ đứng bà. Đang. Vậy làm sao mà nói về? Vậy làm sao mà chỉ về được, chỉ mò hoài. Tí sao cứ trường qua trường lại hoài tí. Tí để dậm mấy cái đầu con đó lúng xuống khó mò quá. Con đạp lúng mấy con chêm chép xuống dưới hết. Dạ mẹ, mẹ đi mẹ nhổ cải đi. Ơ, bút bút con. Cha mò cái con gì kỳ quá con. Còn có con cá chào thôi mà ba cũng mò nó mà bắt hả? Em bắt cho người khác khỏi bắt. Chị bắt chị ghiền. Chị ghiền cái chứ. Không phải ăn đâu. Thường là tay em mò ở khu vực đây không á. Mò ở đây không đủ ăn. Mò xuống khu vực bên đây nè. Vậy chắc mò đi bán. Đó chị hốt được một nắm luôn chị ơi. Một lần thôi là cứ hết dám rủ chị lên rồi. Trời ơi nó đẻ nhiều lắm chị ơi. Một đẻ nữa. Chị mốt chị lên coi, nãy chị nói tháng 4, tháng 5 chị lên, bữa nay tháng Giêng đúng không? Ngày mai anh Khánh ra chợ, anh Khánh mua đổ xuống tiếp. Quá trời. Đó, chị mò mà chị hốt không à. Sao có đất hơi mềm mềm mà, không có cứng, không mềm, nó trống ghê vậy. Ừ, nó chỉ lên quá chừng luôn. Mình gà quăng cái là đụng mấy con. Dạ. Giống như mình lấy tay mình ghim xuống đất vậy đó. Ghim sẵn vậy đó. Trời dốc, nó đứng lên thế. Lâu hay ghê rồi mới mò. Cũng mặt ba tiếng. Hồi đó ở bên lò đường của cậu chị á. Dạ. Cái gạch đó là lò đường cái ba cái cho tấu á. Nó ra quá trời ngay dòng nước chảy nữa. Cái bữa nó tình cờ xuống mò một cái. Trời ơi mò khủng khiếp luôn. Cái mò im ra đâu có cho ai hay. Con nhỏ nè. Chị nó mò hao này qua hao kia luôn á. Mà dạ, cái con gian kia chị chứ không phải con vàng vậy. Mình mò ở đây là ai cũng hay luôn rồi đó. Nãy giờ mò khách này lên ít nhất cũng phải vài ngàn người biết rồi đó. Quên giờ bây giờ lại có ai hay không? Tại em về thì mò. Tụi em đăng lên là cả ngàn người, ít nhất cũng phải vài ngàn người biết rồi. Chết rồi. Nhiều người biết quá rồi, mốt mấy đâu mình mò nữa. Chị Út với chị Nga ở dưới Bến Tre lên bữa nay là lên lên mò mới đây là nửa thau rồi, nửa thau giữa chén. Bữa nay là có cái câu chơi quậy đục nước thì có rồi đó. 15 kg rồi đó. Chút về cân. Chút về cân. Khủng khiếp. Này nặng lắm. Ủa 4 giờ hả? Trời ơi 4 giờ gì còn ăn uống rồi mà chưa vậy hết. 4 giờ nhanh vậy? Đâu ra 4 giờ chứ gì. Mấy giờ? Ừ, 4 giờ kém. Ủa tại sao kém vậy? Hồi nãy mình đi là 3 giờ 20. Ờ còn lâu mà. Còn lâu trời. Ê, ơi. Ê chứ 6 rưỡi còn lâu. Ừ. Nãy giờ chị không live stream được cho anh ở nhà anh thấy. Rồi. Cái gì đây Nhiên? Cái gì kìa? Cái đêm mà cái đêm chị heo đẻ không da. Ở chỗ thao tí lấy cái thao rồi kìa con. Dạ. Chỗ này có thương à? Nhiều không chị hay là không có? đây nó nghe ánh nắng trực tiếp vô nè chị. Rồi tí lấy thao vô nè con. Đại tí ơi. Rồi con ơi chuẩn bị lên con sức, ơi. Rồi cho tí ra đây mò mình đi. Khi nào đầy thao nó về mình đi về trước. Hai biểu mò lâu đi. Con nói rồi con có 2 con vậy. Nãy là nó mò. Nãy là nó mò nó nói à. Để mò riêng á mà được có 2 con à. Quá trời luôn rồi chị. Bây giờ mình mò hơ ra đi, mò ẩu. Trời ơi. Giờ đuối quá.
ẩu gì được mà ẩu ngon chỗ lụm hoài luôn, lụm con tấm nè. Về giữa con nào cũng vớt ra vớt nữa nè. Trời ơi coi quá chị. Quá trời luôn hả? Đấy mò có chút xíu chưa mò chưa được nửa tiếng mà. Cái này mà mấy người mà chiên như mò ốc mà mò cua bắt ốc bán chắc mò ở đây chắc mê lắm rồi. này bán mà được 100 ngàn ký ngon lắm vậy. Cái này được làm gì? Bán ngon lắm. Cái này ngồi ra ngoài ngã ba ngã tư ngồi bán thì hết rồi về. Chúng ra ngã ba bán hả chị? Ngã ba bán 100 ngàn 3 ký. Thôi không bán đâu. Ủa? ảnh nói ảnh mua cái con mà cái con mặt áo bông bông đỏ đỏ thôi chứ ảnh mua không mua chém chép. Mua con này là có con, ăn hoài. Con đó là có ăn hoài rồi. Con này là con chúa, chém chúa. Chém chúa. Ăn hoài không hết. Thôi rồi đi về được rồi đó. Để về. Thôi về tắm rửa đi ăn uống chị ơi. Chị mò là chị ghiền luôn á không? Không có nở, cứ đi là cứ như vậy này sao về không? Chị mò là chị ghiền luôn á. Quá sức rồi. Thôi về. Về cho nó sinh sản chứ. À. Rồi tí đầu tí. Mấy con nhỏ. Mấy con cái em mà em thả lại cho nó đẻ thôi. Con được mấy con? Hai con. Trời ơi, tí có hai con hồi nãy giờ mà bơ tới bơ lui. Mấy con tí tí nhóc luôn á vậy. Không, mấy con tí tí mò đụng á, còn mấy con này ăn được. Con nào ấy đó con bỏ lại với con cái đó đi. Cái giai đoạn này nó lài lài ra nè, nó đẻ nhiều. Thấy không chị, thấy không cái ao mà bốn góc hào có chuối ăn liên tục luôn á chị. Dạ. Dạ. Lá chuối hổm làm bánh nè, đi đọc lá chuối đây nè. Nước mỡ hành ngon lắm. Về cân. Về cân nó được bao nhiêu? Thôi, đó hồi nãy nó mò riêng rồi. Nó có thao riêng, nó nói nó không muốn trùng mà. Kìa. Tí nó rung nó bơi không có được, nó bơi không có được chị, phải vậy nó. Rồi lên rồi qua bển ảnh nắm tay à, chị ảnh lôi lên luôn. Quay qua đây đi qua đây. Hả? Đi qua đây. Vũ cho sạch đất đi, sạch bùn đi. Trời ơi, coi còn quần không á chị, để leo lên không có cái quần á. Đi mò kiểm tra lại coi còn cái quần không chứ, để nhìn giận đầu mất cái quần. Này Khánh không có qua quay trực tiếp mà leo lên nha ông bà cô bác, tại vì họ nội y ở trong không có. Rồi anh hốt chị lên đi anh. Anh hốt chị lên. Cầm thau đi tí, bỏ tí với hông. Rồi xong rồi ông bà cô bác ơi. Rồi tí, lôi tí lên mấy em ơi. Ôi trời ơi. Quá trời nặng luôn. Rồi em hốt một tí lên. Thôi con sao leo lên được. Chị đi không nổi luôn mà chỉ còn dành đi. Về xong ơi. Thôi mày ơi, mày dép cho con. Về thôi, về thôi. Đi con, quá trời quá đất luôn mà cô bác ơi. Thôi con đem ra chi con bỏ chung cho con. Ở đây là mẹ cũng nhổ cải. Mẹ cũng nhổ cải để gửi cho. Nữa đi cho chút xíu vậy. Chị để mẹ còn nhổ mẹ cầm. Thôi, riêng đi nữa về. Nè nhổ đại vô vườn nhiều nữa. Thôi đi về ra tiệm bán luôn. Rồi chị cầm cái bị đi, mẹ cầm một nắm riêng nữa. Rồi đi mẹ. Cắt ra ống lũi chị ơi, ống lũi, cắt ống lũi chị. Thôi,
nè dốc, qua mẹ, qua mẹ đi mẹ, ở đây mẹ, rồi 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 đi mẹ, trời ơi, chỉ qua chỉ chụp bông rồi bà cô bác chụp cải bèo. Dạ chị thấy cái buồn trên đây nó thấy nó yên bình chưa? Dạ chị sao chị thấy sao chị? Em phải phỏng vấn chị cái này. Nó không phải là quá tuyệt vời. Ngại. Không quay không có thấy. Đây nhà nó yên bình không bà cô bác? Đây muốn. Dạ muốn em về đây em cắt cái nhà ngay giữa đây em ạ. Cái nhà đây là quá thoải mái, hố nó. Dạ. Đi nguyên binh đoàn đi về đây. Nãy nó chắc cũng phải cả chục ký chùm chép à, chục ký hơn á mẹ. Được chưa mẹ? Đi. Dạ. Rồi đi mà cô bác ơi. Đi hết rồi mẹ, con chị Nga chị sách à. Rồi thôi giờ đi về ông bà cô bác ơi. Đây cuối cùng đây ông bà cô bác ơi. Quá trời luôn. Chim chép đây. Nãy mò chim chép đây còn giờ chỉ về. Bây giờ chỉ đi thằng Phong đi. Tí một tí về đây là tắm cho sạch đây. Đây nãy cải cũng chuyển xuống đây là chuẩn bị chút rửa cũng bán luôn. Hả? Sao đây? Trời ơi. Trời ơi dính cái gà rồi hả? Để giữa chân đi con. Đạp cái gà rồi hả? Rồi. Để giữa chân đi con. Rồi nước nè. Ở đây rửa chân đi. Nè, lại xả nước ra nè. Lại đi con. Sao con? Tí với Hạo con. Cho đi ra giữa đi con. Dạ. Bây giờ là mẹ đi chị Nga đang đặt cho nó gọn lại cho nó sạch đi ông bà cô bác ơi. Rồi chị xuống thay đồ đi rồi lên ăn cơm chị ơi. Quéo queo rồi kìa. Đâu cái đó con gái thứ hai của em á chị. Dạ. Ờ. Rồi lên. Hả? Sao mẹ? Dạ ăn cơm đi chút xíu mình bỏ vô. Hả? Thôi cân mình cất cân với sao rồi. Như đây chắc cũng phải ngoài 1 chục ký á. Ừ nặng lắm. Thôi vô thay đồ đi ăn cơm. Con quận lát ba cải nó dập hết con. Tí leo lên không nổi. Đi. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây nha bà cô bác. Nãy giờ mò chăm chép quá trời luôn. Chỉ có Phong đi tí đi chị Út là mò được như đây đây, ngoài 10 ký chăm chép. Rồi thôi chào bà cô bác nha. Khánh xin phép là khép đoạn video tại đây để cả nhà tắm rửa xong rồi lên dùng cơm. Rồi tí ơi, tí cà đót, bye bye chào bà cô bác nè. Rồi mẹ đây, mẹ cũng lấy rau xong để chuẩn bị cho chị rồi, chào bà cô bác luôn. Giờ xong rồi, bây giờ chuẩn bị ăn cơm nè ông bà cô bác ơi, hồi nãy. Hôm nay đi chơi là có cầu quần đục nước rồi đúng không mẹ? Nấu thì cũng biết mà sao mà. Dạ, cũng... thấy cô Út ngoài chơi xả thân của anh thấy có gì không anh? Vậy vui anh. Rồi chú ăn cơm mẹ ăn cơm mẹ.